Tổ quốc gọi tên, Smartman sẵn sàng đồng hành cùng Tổ quốc, đồng hành cùng anh em. Giảm giá ưu đãi cho toàn bộ khách hàng chỉ từ X99K trên một sản phẩm. Đặc biệt hơn, mỗi đôi giày Smartman sẽ trích thẳng 80.000 vào quỹ chống dịch Covid-19. Smartman, cùng mua giày, cùng đá bay Covid. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Nói Đây. Một chương trình chuyên đàm đạo về tất cả các câu chuyện xung quanh cuộc sống, được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối thứ bảy hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Đã bao giờ bạn tự đặt ra câu hỏi rằng tại sao có rất nhiều tấm gương thua lỗ cờ bạc, ai cũng biết nhưng người ta vẫn cố đâm đầu vào hay chưa? Để trả lời cho câu hỏi này, các nhà khoa học đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng bản chất của việc nghiện cờ bạc là do sự không chắc chắn. Và chính sự không chắc chắn này nó kích thích vào một cái được gọi là bản chất của con người, đó chính là sự tò mò. Khi bạn không chắc chắn hay bạn đang tò mò về một vấn đề gì đó thì não bộ sẽ tiết ra dopamine hay còn gọi là hormone hạnh phúc. Khi loại hormone này được giải phóng ra với một số lượng lớn thì nó sẽ khiến bạn cảm thấy thích thú, hưng phấn và tràn đầy cảm hứng. Đó cũng chính là nguyên tắc cơ bản của việc các ông đi tán gái hay đi tán trai, luôn phải khiến cho đối phương tò mò về mình. Và khi họ đang tò mò về mình thì có nghĩa trong não của họ đang tiết ra hormone hạnh phúc. Họ càng tò mò về mình thì xác suất mình tán đổ được họ càng cao. Quay trở lại với cờ bạc thì việc họ luôn tò mò thử vận may của mình, xem hôm nay mình đỏ hay đen, sẽ khiến cho não bộ tiết ra dopamine. Và khi chất này nó được tiết ra một cách đều đặn thì họ sẽ trở thành nghiện. Bản chất không phải là họ nghiện cờ bạc mà là do não bộ của họ đang bị nghiện dopamine. Chính vì dopamine là hormone hạnh phúc luôn khiến cho người ta cảm giác hưng phấn, muốn chinh phục, nên các bạn có thể thấy rất nhiều các tay chơi lô đề bình thường thì chả đéo bao giờ đọc sách đọc báo cả, nhưng mà cứ đến chiều ấy là trong tay lúc nào cũng phải có quyển sách Giải Mã Giấc Mơ của tác giả Sống Ở Bờ Đê. Hay như các chuyên gia đánh bóng, cứ đến mùa Euro hay World Cup là ông nào ông đấy đi đâu cũng phải có tờ báo kèm theo để ngâm cứu, trông như bác học. Mấy ông đấy không bao giờ đọc thể loại gì khác mà chỉ đọc những thứ liên quan tới lô đề bóng bánh, vì đơn giản hormone dopamine khiến cho họ luôn muốn chinh phục và tạo cho họ cảm giác hưng phấn hồi hộp. Không tin, bạn có thể chứng minh với những người nghiện đánh đề một bài toán về việc đánh đề càng nhiều thì bạn lỗ càng nhiều như sau, và bạn thử xem khi họ biết đánh đề là sẽ lỗ rồi thì họ có đánh tiếp hay không. Giả sử ông đánh một con đề 10 cành và xác suất của ông trúng là 1%. Nếu ông trúng thì ông được là 10.000 nhân 70 bằng 700.000. Vậy suy ra ông sẽ lãi 690.000 đồng. Xác suất của ông trúng là 1% nên suy ra xác suất ông trượt là 99%. Và khi ông trượt thì ông lãi là âm 10.000 đồng. Anh em có thể lập bảng phân bố xác suất như sau, nhìn thế này cho nó dễ hiểu. Trong 100 lần đánh, ông sẽ có 1 lần được 690.000, còn 99 lần còn lại là ông sẽ bị mất đi 10.000. Vậy lợi nhuận trung bình ông được sẽ bằng 1 nhân 690.000 cộng 99 nhân với trừ 10.000 và tất cả chia cho 100, và đáp số của nó bằng âm 3.000. Tức là nếu đánh đều tay 10.000 tiền đề một ngày thì trung bình ông sẽ mất 3.000 đồng trên một lượt chơi. Đó là bài toán về đánh đề, và bạn cứ thử ứng dụng với những con nghiện đánh đề xem khi họ biết là đánh đề sẽ lỗ thì họ có đánh hay không. Mình thì mình tin là họ vẫn đánh, vì đánh cờ bạc mà ông nào cũng tỉnh táo tính toán, chiến thắng được cảm xúc như thế thì nó làm tỷ phú hết mẹ rồi, chứ nó không phải bán nhà cắm xe làm cái gì cả. Có thể bạn sẽ bảo, ui giời, cái thời buổi này dân thường nó mới đánh đề, chứ dân chơi là người ta phải đánh lô, ông ạ, lô nó mới dễ ăn. Đúng, lô nó dễ trúng hơn đề, nhưng cái quan trọng ấy là lợi nhuận trung bình sau các lần chơi. Nếu bạn đã được học qua môn xác suất thống kê, bạn có thể áp dụng công thức Bernoulli vào để tính. Mỗi một điểm lô, bạn sẽ thấy trung bình bạn mất đi 1.400.000 đồng. Hy vọng sau khi xem xong video này sẽ không có anh em nào dính vào lô đề nữa, vì nó là hành động mà pháp luật không cho phép. Và hai là khi bạn đánh càng nhiều thì xác suất bạn mất càng lớn và chả được lợi lộc gì cả. Thế nên cổ nhân mới có câu thơ: khôn thì đừng đánh lô đề, tiền đi rồi nó đéo về nữa đâu. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Nói Đây ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Và nếu như có chủ đề nào hay, các bạn hãy nhớ comment ở phía dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.